cái dụng cụ nó đơn giản, cái này mình mua ở Lowe's hoặc Home Depot, nó có cái thùng này nè, nó có cọng dây ha. Đây này là dây cũ, khi mình lấy nó ra đó, dây cũ nó nằm vậy nè đó, mình lấy nó ra rồi bây giờ mình bỏ là dây mới ha, bỏ dây mới. Cái miếng này là đang ở đâu vậy? Cái này đó nhà dưới Florida nó bị hư sao đó, anh mua là anh làm còn dư á, nguyên một cuồng bự luôn. Mà giờ anh gắn nó cho cái gì? Cho cái nhà cái trển á. À, dưới hầm á hả? Đâu chứ, hầm cửa trang chỗ phòng master bedroom á, toilet á. Ok, mình sẽ để về ha. Đó. Thì cái dây này mình cho nó vô một đầu trước ha. Đó, căng cho nó thẳng ra. Dễ lắm. Đây mình cho một đầu nó vô. Đó, mình đè nó xuống vô, nó có cái khuôn ở trong á. Đây, chỉ cho nó có cái khuôn nè. Đó, mình cho cái lằn nó vô trong khuôn này ha. Cái khuôn này thì nó đè cái miếng, nó giữ cái miếng lưới lại. Đơn giản, mới làm xong cái nữa. Tại mình ra ngoài tiệm mình làm tới mười mấy đô một cái lần. Mình nhà mình làm đi, đỡ chút tiền. Dây này nó sẽ giãn nha bà con. Mình cho nó vô một góc trước. Đè cho nó vô đó. Đó, đè cho nó vô góc trước. Rồi, mình lấy cái lăn nè. Nó có cái lăn ở đó nè. Mình cho nó chạy ha. Mình vừa kéo cái này ra luôn nha, kéo con dây này ra. Dây này giống như dây thun, nó cứng như dây thun chút. Đó. Nó sẽ chạy. Dễ làm. Tới đây cái góc á, mình cho cái con dao này mình đè nó xuống ha. Cho nó vô góc. Đó, nó vô nó siết cái miếng lại, nó lưới lại đó. Cái lần này mình đè nó xuống nữa ha. Đè nó xuống mình chạy lại cái miếng kia cho nó đè sát vô. Đó. Vô trong cái kẽ đó ha. Đè sát nó xuống nha, cho nó vô kẽ nha. Nó không có vuột ra được nha. Còn cắt nữa. Đó, mình dùng cái con dao ha, hoặc cái lưỡi lam ha. Mình cắt nó cắt lưới luôn ha. Cắt mấy cái dòng dư ha. Ừ. Quy này nó sát hết rồi đó. Mình đè cái này cho nó sát xuống hết ha. Xung quanh mình kiểm xung quanh lại cho nó sát xuống hết. Đó là nó cứng cái cho nó sát nha, cho nó cứng, nó giữ cứng miếng lưới lại. Đó. Mũi ghê luôn. Này đang làm ngoài sân ha. Mũi. Ok, thì bây giờ cắt nè. Cái này mình cắt bé ngoài này nha, đừng cắt bên trong này cái nó hư cái miếng lưới. Ok, cắt bé ngoài này. Đó, quay sát nè. Đừng có sát vô cái cọng dây cái miếng, đừng có đụng vô cái miếng mũ ha. Cái cọng dây mũ đó nó đụng vô nó sẽ rách á. Nó rách rồi nó vuột ra lại. Nên mình cắt rất là cẩn thận. Lưỡi lam này rất là bén nha bà con, nó mới dễ cắt nha.
Cái này cái thường thôi, con dao mà cắt miếng thịt cao á, lưỡi dao cắt thịt cao á, mình làm này nè. Đó, mình làm gì nó cũng giống như một tiệm nó làm thôi. Mà mua nguyên cuộn này làm nhiều lắm. Cuộn này làm lần làm mấy cửa sổ lớn lớn ở nhà giúp coi ra nhớ không? Có bị ăn sao đó. Đó, gì thấy không? Xong rồi. Đó. Sao không? Xong rồi. Đó, vậy đó mình đỡ tốn hai cái này không cũng hết 30 đô rồi. Đó. Người ta mới có mấy cái chòi ở ngoài vườn để người ta ngồi chơi sợ muỗi, người ta làm vòng vòng hết cái lưới này nè. Làm bọc hết vậy. Còn cái này thì trong nhà của mình mấy cửa sổ đó. Ừ. Này mấy cửa sổ. Đó vậy đó thì nó xài bền lắm. Cho nên mình nếu mà nhà mình có bị hư á, tại lâu ngày cái này lâu ngày nó sâm mục á thì mình làm lại cái mới thôi. Cái này mình làm hai cái này đây. Đỡ tốn được nhiều tiền lắm. Đây. Rồi. Cảm ơn đại gia đình theo dõi nha.